bộ phim Đội Quân Quả Cảm. Tập 31. Có học khỏe không? Đứng lại, anh là ai? Rõ. Nhà vệ sinh ở đâu? Ở bên kia. Tốt lắm. Tối nay mọi người đều đi xem kịch, còn cậu ở đây canh gác. Cậu chắc chắn sẽ trở thành một sĩ binh vô cùng xuất sắc. Cảm ơn trưởng quan. Cần tôi dẫn đường không? Không cần đâu. Rõ. Đi dọc lối này đến cùng đường, rẽ trái, phòng đầu tiên là đến. Nhớ kỹ, ở lối đi này không an toàn. Anh cổng cô ấy ra ngoài sẽ bị phát hiện ngay. Bây giờ tôi đi ngắt điện, anh hành động phải nhanh. Đi đi. Nhận chi? Ai? Ai vậy? Giang Tuyết Nguyên. Thật sự là anh sao?
Là anh đây. Tại sao anh lại đến đây? Anh đến đón em ra ngoài. Em... Đi. Đây không phải là nơi để nói chuyện. Anh đưa em đi. Chìa khóa. Đi. Hai người đi lối rừng phía sau. Ở đó cứ nửa tiếng kiểm tra một lần. Bây giờ đi vẫn kịp. Tôi đi dụ chúng ra chỗ khác. Mau lên. Được. Nghĩa Lan, cẩn thận một chút. Biết rồi. Đi. Từ từ thôi. Nhạn Chi, thật sự là em. Lúc Nghĩa Lan nói em vẫn còn sống, anh không tin. Bởi vì tổ chức nói với anh em đã hy sinh rồi. Tuyết Nguyên, em xin lỗi. Cách mạng yêu cầu em không thể nói anh biết em vẫn còn sống, nhưng mỗi giây phút em đều nhớ đến anh. Ngày nào em cũng muốn nhận được tin tức của anh. Em xin lỗi anh Y. Nhìn thấy bức tường kia không? Quang Khuê đang ở ngoài đó đợi chúng ta. Lát nữa anh cõng em. Chỉ cần vượt qua bức tường đó, chúng ta an toàn rồi. Có chuyện gì vậy? Tại sao lại bật cảnh báo? Báo cáo tư lệnh, nữ gián điệp kia mất tích rồi. Cái gì? Phong tỏa tất cả lối ra, không cho bất cứ ai ra vào. Rõ. Tất cả lục soát đi. Không hay, tình hình có thay đổi. Mau đi tiếp ứng cho tiểu đoàn trưởng. Mau lên. Nhạn Chi, đi theo anh. Em không thể đi. Anh đi đi. Người bọn chúng muốn bắt là em. Anh mau đi đi. Không được, muốn đi cùng đi. Anh không thể bỏ lại em. Anh mau đi đi, đừng nói nhiều nữa. Còn không đi, chúng ta không ai có thể thoát được. Ôm anh đi mau. Em không thể đi được. Tuyết Nguyên, anh hãy nhớ kỹ,
không được dùng mật mã cũ nữa. Mật mã mới được giấu ở hốc cây trong rừng. Còn nữa, lần này em đến là cấp trên muốn em nói với anh, điều tra kế hoạch Hắc Tuyết, làm rõ Hắc Tuyết là gì, tiêu diệt nó. Mau đi đi. Đi mau lên. Tuyết Nguyên, kiếp này gặp được anh, em rất hạnh phúc. Anh hãy nhớ kỹ, em yêu anh, mãi mãi không bao giờ thay đổi. Mau đi đi. Nhị nha đầu, cháu muốn làm gì? Đừng có làm bậy đó. Sáng sớm ngày mai cháu sẽ giúp Giang đại ca cứu vợ anh ấy. Không phải, giờ cậu ấy người đã chết rồi sao lại sống lại? Cháu xem, tụi cháu sắp thành thân rồi, như vậy là sao chứ? Dì à, chú hai, sau này không được nhắc đến chuyện này nữa, cũng không được nói ra. Chị dâu là vì bảo vệ tất cả chúng ta, vì để yểm trợ cho hành động sau này của chúng ta. Suýt chút nữa là cứu được chị dâu ra rồi, tức chết đi được. Tiểu đoàn trưởng, anh nói đi, bước tiếp theo chúng ta làm gì? Chuyện này theo tôi thì như vậy, chỉ cần Nhạn Chi vẫn còn ở Triệu Châu thì chúng ta vẫn còn cơ hội. Có phải mọi người đều đói rồi không? Xuống dưới ăn chút gì đó đi. Thank you.
sao em đến đây? Em nghe nói chuyện của chị Nhạn Chi rồi. Hôm đó chị ấy bị bắt, em còn nhìn thấy. Chị ấy thật sự rất giỏi, chị ấy rất dũng cảm, chị ấy kiên cường giống anh, đáng để anh đợi. Anh bế cô ấy từ trong nhà giam ra ngoài, đi qua hành lang, đi đến cổng lớn, rồi bế cô ấy đến khu rừng nhỏ. Chỉ cần đi qua được bức tường đó là có thể bế cô ấy về rồi. Chỉ còn một bức tường. Qua được bức tường là có thể bế cô ấy về rồi. Cô, nói cho tôi biết, rốt cuộc cô thoát ra ngoài bằng cách nào? Thái Quân hỏi cô thoát ra ngoài bằng cách nào? Nói đi. Ông vĩnh viễn đừng hòng biết được. Cô ta nói ngài vĩnh viễn đừng hòng biết được. Tốt lắm. Tư lệnh, tư lệnh, phải giữ cô ta lại trước khi đưa cô ta đến Tân Kinh. Không được để cô ta xảy ra chuyện gì. Nếu không, không biết tổng bộ sẽ suy đoán về chúng ta thế nào. Điều tra cho rõ rốt cuộc kẻ nào giúp cô ta thoát ra ngoài. Rõ. Dân, nữ gián điệp này vô cùng xảo quyệt. Cô ta vô cùng quan trọng đối với kế hoạch tiêu diệt tổ chức kháng chiến ở thành Triệu Châu. Tôi hy vọng ngài sẽ giúp chúng tôi. Được, tôi sẽ làm theo chỉ thị của ngài, đưa cô ta đến chỗ ngài. Rõ. Nhạn Chi sao rồi? Cô ấy tạm thời không nguy hiểm tính mạng, nhưng thời gian đã được chốt rồi. Sáng sớm mai đội hiến binh sẽ áp giải đến bộ tư lệnh ở Tân Kinh. Vũ trang áp giải vô cùng chặt chẽ, e là không dễ dàng giải cứu. Lão Giang, ngày mai là cơ hội duy nhất của chúng ta. Khó đến mấy tôi cũng phải cứu cô ấy ra. Đêm nay tôi sẽ ra khỏi thành ngay.
Tiểu đoàn trưởng, xuất phát, nhất định phải chặn chiếc xe đó của bọn Nhật. Rõ. Giang đại ca, Giang đại ca, đợi em với. Tiểu Phượng, Tiểu Phượng, sao em lại đến đây? Giang đại ca, dẫn em theo nữa, em muốn đi cùng anh. Đi. Thắng lực dựa hết vào cậu, chọn chỗ quan trọng nhất bắn cho tôi, không thành vấn đề. Lên. Quay đầu xe, nhanh. Lũ Nhật khốn kiếp. Tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn trưởng. Tiểu đoàn trưởng, anh không sao chứ? Tiểu đoàn trưởng. Tiểu đoàn độc lập, quá ngông cuồng rồi. Ngông cuồng. Bọn chúng là quá điên cuồng. Bọn chúng bất chấp mọi thủ đoạn để cứu cô ta. Chứng tỏ cô ta rất có giá trị đối với tiểu đoàn độc lập. Kojima, lập tức liên hệ với bên Tân Kinh. Do tình hình hiện tại ở Triệu Châu, không tiện áp giải những gián điệp này đến Tân Kinh, nên để Phụng Thiên phái chuyên viên hình sự đến đây, để họ nghĩ cách khiến nữ gián điệp này nói ra bí mật. Rõ. Thuộc hạ đi làm ngay. Tối qua người đi xem kịch ở nhà hát đều là quân nhân của đế quốc. Người diễn kịch cũng là con dân của thiên hoàng Nhật Bản, tuyệt đối không thể nào là gian tế. Vậy có thể là ai? Tư lệnh, thuộc hạ cho rằng là người của nội bộ làm. Người nội bộ, phiên dịch tiền. Tối qua lúc xem kịch, anh ở đâu? Tôi. Nực cười. Tôi ngồi bên cạnh tư lệnh. Giữa chừng tôi đi vệ sinh một lần, tôi còn đi tìm lửa chăm thuốc cho tư lệnh nữa mà. Có phải không tư lệnh? Tư lệnh, bao nhiêu năm rồi tôi vẫn luôn trung thành với hoàng quân. Nói một là một. Không lẽ ngài còn không tin tưởng tôi sao? Đủ rồi. Tên hoàng tử đã chết kia cũng là người của hoàng quân chúng tôi tin tưởng. Nhưng kết quả thì sao? Hoàng tử hắn là phản đồ. Hắn phụ sự tin tưởng và ủy thác của tư lệnh. Hắn chết là đáng đời. Anh làm sao chứng minh mình trong sạch? Tôi làm sao chứng minh mình trong sạch à? Tôi đi vệ sinh một lần thì không trong sạch sao?
Vậy anh không đi vệ sinh chắc? Ai mà biết được anh đã làm gì? Vậy lúc xem kịch anh ở đâu? Đừng cãi nhau nữa. Chuyện chưa được làm rõ, ai cũng bị tình nghi. Hai người các cậu đem hết toàn bộ tài liệu điều tra nội bộ đến đây cho tôi, không được sót một chữ. Rõ. Ra ngoài đi. Lão Giang, tình hình thế nào rồi? Họ vừa tăng cường cảnh gác rồi. Lính gác ở trại giam toàn bộ thay thành sĩ binh quân đội giả chiến do Kikuku Ichiro trực tiếp chỉ huy. Còn Nhạn Chi, cô ấy sao rồi? Cô ấy sẽ do chuyên gia hình sự từ Phụng Thiên phái đến. Ngày mai là tới. Bọn họ sẽ dùng biện pháp dùng thuốc và thôi miên để tra hỏi Nhạn Chi. Dùng thuốc và thôi miên? Đúng vậy. Có biết chi tiết cụ thể không? Nghe nói thứ đó không ai có thể kháng cự được. Ngoài ra tôi cũng không biết gì. Đây là nhân vật vô cùng quan trọng, cũng là phần tử vô cùng nguy hiểm, hơn nữa còn rất ngoan cố. Cậu đến thì tốt rồi, như vậy có thể moi ra được bí mật chúng ta muốn biết từ chỗ cô ta. Xin ngài yên tâm, gián điệp ngoan cố đến đâu, vào tay của chúng tôi cũng trở nên nghe lời như đứa trẻ 3 tuổi mà thôi. Ngài tư lệnh, ngài hãy chờ xem. Tốt. Tiếng Trung của cậu thế nào? Tra hỏi thì được, nhưng viết thì chưa được tốt. Tốt nhất cho tôi một phiên dịch, như vậy có thể ghi chép lại toàn bộ các câu trả lời của nghi phạm, không sót chữ nào. Việc này thì dễ. Tiền Tang, cậu đến chỗ tôi đi. Bây giờ cô sắp chìm vào giấc ngủ rồi. Thả lỏng, quên đi quá khứ, mọi thứ đều không tồn tại nữa. Lúc này cô nhìn thấy mùa đông, một mùa đông vô cùng lạnh giá. Cô, một cô gái nhỏ, mặc chiếc áo mỏng manh, cô đơn bất lực đi trên nền tuyết trắng. Gió bắc đang thổi, hoa tuyết đang bay, lạnh quá. Đột nhiên cô nhìn thấy mẹ của cô. Mẹ cô đang mỉm cười với cô, đang vẫy tay gọi cô, đang hô gọi cô. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi. Mẹ cô ôm lấy cô, vòng tay mẹ cô thật ấm áp. Mẹ cô hỏi cô: con gái, con đã đi đâu vậy? Mẹ ơi, con đã đi đâu vậy? Con đã đi đâu? Con đến Triệu Châu. Tại sao con lại đến Triệu Châu? Đây là bí mật mẹ ơi. Bí mật. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Mỗi người đều có bí mật, nhưng mà ở trước mặt mẹ không nên có bí mật. Con là đứa con ngoan, con nên nói cho mẹ biết bí mật của con. Bí mật gì? Nói cho mẹ biết, con đến Triệu Châu để tìm ai?
con đến tìm chồng con. Con gái, con gặp được chồng con chưa? Nó đang ở đâu? Anh ấy ở trong nền tuyết. Ở trong nền tuyết. Nó trông như thế nào? Anh ấy thân hình cao lớn. Anh ấy có học thức, vô cùng dũng cảm, vô cùng đẹp trai. Vậy nó tên gì? Anh ấy tên là... Anh ấy tên là người trong lòng con. Nó đã nói gì với con? Anh ấy nói rất yêu con. Anh ấy nhớ con. Con gái, nói cho mẹ biết, con trốn thoát ra ngoài trại giam đúng không? Con... Lần này không lẽ con quên rồi sao? Con đừng khóc con gái. Nói cho mẹ biết, con nhớ. Con còn nhớ. Có ai mở cửa nhà giam cho con không? Có. Là chồng con à? Không phải. Không phải. Vậy là ai? Là một cái bóng. Con không nhìn rõ. Con thật sự không nhìn rõ sao? Con không nhìn rõ. Ngài nghỉ một lát đi. Sao vậy? Thuật thôi miên không có tác dụng với cô ta sao? Không. Người phụ nữ này quá đáng sợ. Cô ta đang kháng cự. Dựa vào ý chí bản năng mạnh mẽ. Kháng cự thuật thôi miên. Kháng cự thuật thôi miên. Đúng vậy. Người bình thường dùng lượng thuốc này chắc chắn sẽ khai ra hết. Nhưng người phụ nữ này thật sự quá đáng sợ. Cô ta có thể ngoan cường kiên trì đến bây giờ. Thật không thể tin. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Bây giờ phải dừng một lúc. Bây giờ phải gọi cô ta dậy. Phải điều chỉnh trạng thái cơ thể cô ta trước. Sau đó tăng gấp đôi liều thuốc lên. Như vậy tôi tin chắc cô ta không thể kháng cự nổi, mặt khai ra hết. Vậy tốt quá rồi. Cô gái, cô tỉnh rồi à? Có phải cô đã mơ một giấc mơ êm đềm, mơ nhìn thấy người mẹ hiền từ của cô? Hơn nữa, cô còn nói hết những lời trong lòng với bà ấy.
Tôi đã nói những gì? Chuyện gì cũng nói rồi. Chúng tôi biết cô rất yêu chồng mình. Tôi tin lần sau cô sẽ nói nhiều hơn. Ngài tư lệnh, ngài tư lệnh, hiệu quả không tệ. Bây giờ để cô ta nghỉ ngơi một chút, để điều chỉnh lại trạng thái cơ thể cô ta. Tôi tin rằng thôi miên một lần nữa, chắc chắn cô ta sẽ nói ra hết toàn bộ bí mật mà cô ta biết luôn. Tốt, bây giờ nhanh chóng chuẩn bị cho lần tra hỏi tiếp theo. Rõ. Kojima, đưa cô ta về nhà giam. Rõ. Ngài tư lệnh, đây là ghi chép tra hỏi. Đến một người phụ nữ cũng không giữ được, để cô ta tự sát ngay trước mặt chúng ta. Tư lệnh, tiên chức, tiên chức không biết người phụ nữ này lại điên rồ như vậy. Khốn kiếp, vốn tưởng rằng có thể moi ra được tin tức về quân kháng chiến từ miệng cô ta, giờ thì bị quỷ hết rồi. Bị quỷ hết rồi. Tư lệnh, ti chức xin ngài trách phạt. Nhạn Chi đã vượt qua hết lần này đến lần khác tra hỏi dã man của địch. Mỗi lần ở trong phòng tra hỏi, tôi chỉ sợ bản thân sụp đổ trước cả cô ấy. Nhưng Nhạn Chi vẫn gắng gượng được. Đến thời khắc cuối cùng, cô ấy vẫn giữ được sự tỉnh táo. Cô ấy không hề tiết lộ nửa chữ có tác dụng đối với người Nhật. Nhạn Chi rất kiên cường. Di thể đã bị người Nhật xử lý rồi. Kikoku nói, đối với phần tử ngoan cố như vậy, phải cho xương cốt tan thành tro bụi. Em nói sao? Cô ấy là vợ tiểu đoàn trưởng. Đúng vậy, chị ấy vì cứu tiểu đoàn trưởng nên mới hy sinh. Thật vĩ đại. Bị người Nhật bắt, sau đó thì chết. Đúng vậy, nghe chú Quang Khuê nói, suýt chút nữa là tiểu đoàn trưởng cứu được chị ấy ra ngoài rồi.
Trí Bình, anh đang suy nghĩ gì vậy? Không nghĩ gì cả. Anh chỉ đang nghĩ người Nhật quá đáng ghét. Đúng vậy, nhất định phải đuổi chúng ra khỏi Trung Quốc. Đánh chết chúng. Đánh chết bọn Nhật khốn kiếp này. Đánh chết bọn chúng. Đánh chết chúng. Tư lệnh, thuộc hạ đã điều tra rõ. Người trực ban thừa nhận lúc đó đang ngủ gật, nhưng cậu ta kiên quyết nói không ai động vào chìa khóa nhà giam cả. Ngu ngốc. Điều tra nghiêm ngặt cho tôi. Rõ. Người vào được nhà giam này, tại sao phải tắt đèn?